Năm 2023, FPT tròn 35 tuổi. Đây là dấu mốc quan trọng cho tập đoàn, có những bước chuyển mình mới, đặt cho mình sứ mệnh mới, kiến tạo hạnh phúc cùng với chiến lược DCFi 135 nhằm mang lại hạnh phúc cho mọi người, thành công cho mỗi tổ chức và cao hơn nữa là hưng thịnh cho quốc gia. Người FPT đã và đang nỗ lực, sáng tạo hết mình và tiếp tục đạt được những thành tích ấn tượng trong năm 2023. Về kinh doanh, FPT tăng trưởng doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin tại nước ngoài vượt mốc 1 tỷ đô la. Giá trị vốn hóa FPT cũng vươn cao nhất lịch sử với 125.700 tỷ đồng, tương đương 5,2 tỷ đô la. Bùng nổ hoạt động M&A, FPT mở rộng nhanh lãnh thổ trên toàn cầu với 4 thương vụ mua bán, sáp nhập lớn, góp phần mở ra các hướng kinh doanh mới, nhiều tiềm năng cho tập đoàn. FPT tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh doanh tại thị trường trong nước, đã làm việc và thúc đẩy chuyển đổi số tại hơn 30 địa phương. FPT thúc đẩy các mảng kinh doanh mới, hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng nhanh, trong đó đẩy mạnh kinh doanh các mảng mới trong trung và dài hạn như Automotive, Chip, Healthcare. Về công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển của FPT. Các dấu ấn có thể kể đến như ra mắt hệ sinh thái Gen AI, FPT Japan nhận bằng sáng chế AI, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái AI, công bố chiến lược DCFi và ra mắt hệ sinh thái Happy Journey, chương trình khách hàng thân thiết Happy Club. Diễn đàn công nghệ quốc tế FPT Tech Day 2023, dấu ấn đẳng cấp công nghệ Việt. Tại sự kiện, tập đoàn FPT cũng ký kết loạt MOU với các công ty toàn cầu để hiện thực hóa và tiếp tục dẫn dắt công nghệ mang tầm vóc quốc tế. Về con người, văn hóa, đã tổ chức thành công các chương trình 35 năm, trong đó lần đầu tiên tổ chức giải chạy Happy Run, dấu ấn hạnh phúc quy mô toàn cầu, qua đó quyên góp được 3,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường ở vùng khó khăn. Chuỗi hoạt động Happy Days chào mừng 35 năm thành lập tập đoàn với số lượng kỷ lục người FPT tham gia, đa dạng các hoạt động như nhận huy hiệu của lãnh đạo với Happy Tour, triển lãm Happy Days và chơi game tương mừng với Happy Hours. Bùng nổ đại lễ FPT 35 năm, hội thao và hội diễn thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn người FPT, tạo ra bầu không khí lễ hội lớn nhất năm. Kỷ lục số lượng bài tham gia sử ký FPT 35 năm với gần 60.000 bài viết được gửi về. Thông qua dự án sử ký, người FPT đã chung tay xây trường học hạnh phúc tại vĩ tuyến 13 tỉnh Phú Yên. Toàn dân thực hiện thông điệp cùng mưu cầu hạnh phúc, mừng công, liên hoan, tuyên dương, thiền, đồng loạt được tổ chức trên toàn cầu, đưa FPT thực sự trở thành nơi làm việc hạnh phúc của cán bộ nhân viên. 350 cây cầu, 35 thư viện điện tử và nhiều hoạt động thiện nguyện triển khai rộng khắp được người FPT nhiệt tình tham gia đóng góp. Về quản trị, dự án lịch sử chuyển đổi FPT.com thúc đẩy tập đoàn trên hành trình toàn cầu hóa của FPT, đẩy mạnh kết nối và quản trị các ngành dọc tập đoàn, quyền hạn và trách nhiệm của các trưởng ngành được đặc biệt nâng cao. Chương trình luân chuyển tiếp tục được triển khai giúp hoàn thiện bộ máy quản lý công ty thành viên. Bùng nổ thi đua dấu ấn FPT 35 năm với tổng số 36 dấu ấn đăng ký hợp lệ từ các công ty thành viên và 11 dấu ấn thi đua từ các ngành dọc trong tập đoàn. Về vị thế, FPT khẳng định vị thế dẫn đầu về công nghệ với hàng loạt giải thưởng tầm cỡ, giá trị thương hiệu được tôn vinh với những bảng xếp hạng uy tín trong nước và quốc tế. Hoạt động quản trị doanh nghiệp tạo dấu ấn mạnh mẽ được ghi nhận với hàng loạt danh hiệu. Ngoài ra, năm 2023, FPT cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu, báo cáo khoa học. 2023 cũng là một năm nhiều dấu ấn với các đơn vị thành viên của FPT. Với FPT Software đã chinh phục mốc doanh thu 1 tỷ đô la, các hoạt động M&A được đẩy mạnh và tiếp tục mở mới các chi nhánh, văn phòng trên toàn cầu. Đến nay, F-Shop đã có 5.000 cán bộ nhân viên tại nước ngoài, khai trương F-View 3 và các văn phòng tại Huế, Nha Trang, thành lập công ty FPT Automotive, tiến vào các thị trường phần mềm ô tô quy mô hàng trăm tỷ đô la, Happy Giga Run, IT Fest và hàng loạt các hoạt động được tổ chức phục vụ văn hóa tinh thần các F-Shopter. FPT Telecom đã cán mốc 4 triệu thuê bao Internet, các dòng sản phẩm mới tiếp tục được ra mắt. Cuộc thi sử ký, giải chạy FPT Telecom được người viễn thông nhiệt tình hưởng ứng. Hàng loạt cuộc thi, chính sách mới chăm lo đời sống tinh thần và cuộc sống của cán bộ nhân viên. FPT Education. Năm 2023, nhà giáo dục đã hiện diện tại 10 tỉnh thành. MV Thiên Âm ghi được dấu ấn lớn, thiết lập kỷ lục là MV hòa tấu nhạc cụ truyền thống có số lượng người biểu diễn nhiều nhất. FPT Edu cũng nhận được nhiều giải thưởng uy tín, nâng tầm nghiên cứu khoa học.
Thiên tập Happy Run là những hoạt động nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ nhân viên. Với FPTIS, năm 2023 mở ra chiến lược 113, doanh thu từ Made by Fit vượt mốc 1.000 tỷ đã chinh phục được nhiều giải thưởng quốc tế và trong nước uy tín. Nhiều chương trình đãi ngộ, chăm lo đời sống nhân viên nhằm xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Cinex FPT tiếp tục giữ vững vị thế nhà phân phối số 1 với nhiều giải thưởng lớn, có thêm các đối tác mới, bổ sung những ngành hàng mới như dược và gia dụng. Hạ tầng kho hàng được đầu tư nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển, thành lập FPT Pharmaceuticals và trung tâm kinh doanh GEZ hiện thực hóa giấc mơ tăng trưởng gấp đôi sau mỗi 3 năm. FPT Retail, nhà thuốc FPT Long Châu cán mốc 1.234 nhà thuốc vào tháng 6 năm 2023, thiết lập nhiều kỷ lục livestream bán hàng trên TikTok Shop. Hệ thống bán hàng ASA được triển khai cho FPT Shop, tiếp tục thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Với FPT Online, lần đầu tiên tổ chức giải chạy quy mô lớn, dấu chân hạnh phúc cho toàn FPT. VN Express Marathon đặt kỷ lục số lượng giải chạy và số vận động viên tham gia, đồng thời cũng có được hợp đồng tài trợ giá trị kỷ lục. FPT Smart Cloud đã ra mắt hệ sinh thái sản phẩm AI, cloud và data tân tiến nhất tại Việt Nam. Năm 2023, FPT Smart Cloud tròn 3 tuổi, hàng loạt hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp kiến tạo hạnh phúc. Với những thành tích đã đạt được, FPT Smart Cloud được trao sao chiến công FPT hạng 3. FPT Digital ghi nhận 35 triệu lượt view bộ sản phẩm truyền thông về chuyển đổi số DX Series, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, khẳng định năng lực tư vấn chuyển đổi số của FPT. Base.vn ra mắt các sản phẩm mới và hợp tác chiến lược cùng Visa, chiến thắng hạng mục doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2023. Ra mắt Base Đà Nẵng đánh dấu cột mốc mới trên hành trình phát triển của Base.vn. Năm 2024, thời cơ mới, vận hội mới của kỷ nguyên AI đang đến với Việt Nam nói chung và FPT nói riêng. Người FPT sẽ quyết liệt, nhanh chóng dịch chuyển từ số lượng sang chất lượng, vươn lên vị trí số 1 trong các lĩnh vực không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực và toàn cầu. FPT 2024 sẵn sàng lên đỉnh.